Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với một tập nữa của DeFi Discussion. Và rất là vui khi chúng ta lại ngồi với nhau để cùng trò chuyện về thị trường, đặc biệt là sau những ngày rất là biến động vừa qua. Và trong số podcast ngày hôm nay thì chúng ta lại có một gương mặt rất là quen thuộc thôi. Xin chào Nguyên. Ok, xin chào anh em, xin chào Phong. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Mình nghĩ là tuần này chắc chắn sẽ có rất nhiều cái thông tin và rất nhiều các cái drama mà chúng ta có thể chia sẻ và đưa ra những cái góc nhìn khác nhau và đa chiều hơn xoay quanh những cái sự kiện. Và mình tin là cái tập tuần này nó sẽ đâu đó mang lại những cái giá trị cũng như là những cái thông tin thú vị cho anh em ha. Yeah. Và thực ra thì trong tuần vừa qua thì cái câu chuyện mà thu hút sự chú ý nhiều nhất của mọi người chắc chắn là cái câu chuyện về Binance. Khi mà rất là nhiều thông tin nó trôi nổi xung quanh internet là BUSD bị depeg rồi, Binance bị bank run rồi, bị rút tiền rồi, tụt thứ hạng xếp hạng rồi, bị Mỹ gõ đầu các thứ. Nhưng mà anyway thì khi mà chúng ta bình tĩnh lại á, thì câu chuyện nó chỉ là như này là người dùng sợ để tiền trên các sàn centralized quá và họ muốn rút tiền ra. Thì khi mà nhiều người rút tiền thì Binance phải huy động những cái loại tài sản khác để đáp ứng được cái nhu cầu đó của khách hàng. Nhưng mà sau đấy đó thì tất cả mọi chuyện nó tính đến bây giờ thì nó đều chậm lại rồi. Nhưng mà từ cái vị trí của mình thì mình quan sát thấy có hai xu hướng của người dùng khi mà người ta rút tiền khỏi các sàn sách. Đó là nếu một phần lớn retail trader ở Việt Nam á, thì mọi người sẽ thường là rút về tài khoản ngân hàng của mình. Nhưng mà với những người trong ngành mà mình biết á, thì họ sẽ nói với nhau là hãy rút về các cái ví on-chain và thậm chí là dùng các cái sàn DEX. Thì đúng là trong cái thời gian đấy thì chúng ta nhìn thấy cái lượng volume của các sàn DEX tăng lên khá là nhiều. Chỉ có ngày nó lên đến gần 2 tỷ đô. Đó là một cái xu hướng khá là thú vị khi mà mình thấy quan sát được. Tuy nhiên thì sau khi mà tất cả mọi thứ bình thường trở lại rồi thì mọi người lại đếp ngược tiền lại lên sàn. Thực ra thì mình có Nguyên ở đây là để câu chuyện là gì? Là Nguyên là một người mà xài các sàn DEX khá là nhiều, skin the game và thuộc hết tất cả những cái gì mà cả điểm mạnh cả điểm yếu của các sàn DEX. Nên là chắc là mình sẽ nhờ Nguyên chia sẻ thêm một chút về cái trải nghiệm khi mà xài các sàn DEX giữa cái cơn biến động vừa qua ha. Thực ra thì cá nhân mình không phải là người mà hay có xu hướng là giao dịch nhiều và thực hiện nhiều các cái giao dịch trong một tuần hoặc là ok có thể một ngày biến động kiểu như cái sự cố của Binance vừa rồi. Thì cái phản ứng của nhiều người á khi mà có cái sự cố của Binance thì giống như Phong có chia sẻ cũng có hai hướng, thì người ta rút hết về cái thị trường truyền thống và những cái con số nó cũng phần nào chứng minh được việc đó. BUSD thì tuần vừa rồi market cap nó giảm đâu đó khoảng 3 tỷ rưỡi. Thì cái con số 3 tỷ rưỡi này một phần nó rút về thị trường truyền thống giống cái option đầu tiên Phong có chia sẻ, và cái phần thứ hai là nó chuyển qua những cái tài sản khác, thì ví dụ như là các cái đồng stablecoin khác như là USDC hoặc là những cái tài sản mà nó biến động, những cái đồng coin top. Thì cái này nó cũng gây ra một vài cái biến động về giá, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không quá là biến động lắm. Và rồi khi mà người ta vẫn còn chuyển ra những cái tài sản crypto thì thường thì người ta sẽ rút về ví nhiều hơn, ví on-chain nhiều hơn. Và cái việc rút này á, ở thời điểm đó mình cũng nghĩ là đâu đó chúng ta nên de-risk một xíu. Tại vì chúng ta không biết được, chúng ta không tin được là ở thời điểm đó Binance cái trường hợp nó như thế nào, tại vì thông tin nó quá mù mờ thời điểm đó, và cũng phải de-risk một phần chứ không thể nào mà kêu là chúng ta tin tưởng quá, đúng không? Tại vì ngay trước đó nó có một cái case nó quá là kinh khủng, đúng không? Thì cũng phải rút ra thôi, tức là rút tạm ra on-chain một xíu rồi xong xuôi hết thì thông tin nó đầy đủ, nó chi tiết và nó cụ thể hơn, bức tranh nó rõ hơn rồi, chúng ta đã nhìn rõ được cái ổ gà hoặc là những cái hố phía trước, thì chúng ta có thể tin tưởng là chúng ta đép lại ngược lại một xíu cái phần mà chúng ta rút ra. Thì quay trở lại với cái câu hỏi của Phong về cái việc là trải nghiệm sàn DEX á, thú thật là nó rất là tệ. Thì slippage rồi những cái trượt giá rồi những cái thao tác ở trên DEX á, nếu mà không xài quen á thì người dùng sẽ rất là khó để tương tác với nó.
Và mình nghĩ là phần đông nhiều người vẫn rất là tin vào các cái CX và họ vẫn kiểu như là thao tác quen rồi á. Trên CX thì đâu đó cái miếng bánh của CX trong thời gian tới nó vẫn sẽ duy trì về cái về cái mức ổn định. Nhưng những cái sự cố gần đây thì mình nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như mọi người có những cái kế hoạch phòng ngừa rủi ro phù hợp, tức là chia ra những cái tỷ lệ nó phù hợp hơn, thay vì là mình cứ để hết trên CX thì nó cũng rất là rủi ro. Thì những cái vấn đề này bọn mình cũng đã chia sẻ từ cách đây khoảng 10-20 tập đấy. Thì do là cái biến cố phía trước của thị trường chúng ta không hề biết, và chúng ta liên tục phải cập nhật những cái thông tin để có được những cái đánh giá rủi ro nó phù hợp, chứ không thể nào mà all in được. Yeah, thực ra là đúng là cái trải nghiệm của các sàn sách á, người ta có một cái thuật ngữ trong ngành gọi là fiat on ramp, tức là cái việc mà phần vượt từ tài sản là tiền pháp định á, đưa lên các cái nền tảng giao dịch như Binance hoặc là Coinbase chẳng hạn, thì nó rất là tiện. Và chắc chắn là mọi người trong thời gian vừa qua thì ai cũng biết được cái câu chuyện đấy. Cho nên đó là lý do mà tại sao ví dụ mọi người để đi volume của các sàn DEX so với sàn sách không bao giờ có thể so được. Uniswap so với Binance thì chắc là bằng cỡ 1/10, 1/9 gì đấy. Xin phép ngắt lời Phong một xíu. Tức là CX ấy, họ có một cái, mình nghĩ là phần lớn họ sẽ có một cái thủ thuật là đưa từ tay trái sang tay phải, và không ai có thể kiểm soát được cái vấn đề đó cả. Trong khi DX á, nếu mà bạn muốn bơm một cái volume lên á, thì cái thao tác chuyển từ tay trái sang tay phải của bạn á, nó sẽ được ghi nhận ở trên on-chain và người ta có thể theo dõi được cái vấn đề đó. Còn trên CX thì những cái đơn vị market maker họ có thể làm được điều đó, và rất là khó để track được cái vấn đề đó. Thực ra thì tiền ném lên CX là ném vào cái hố đen mà. Thực ra nếu mà người dùng dùng năng sen hoặc là dùng những cái công cụ mà theo dõi giao dịch on chain á, thì phần lớn là nhìn tiền lên sàn xong là cũng chịu chết, là lên sàn xong là chỉ biết là nó nằm ở trên sàn thôi, chứ mình cũng không biết là thao tác những cái gì. Quay trở lại cái câu chuyện các cái dòng sách á, thì như mình nói, sàn giao dịch là một cái phần rất là quan trọng của thị trường crypto. Trong thời gian vừa qua thì chắc chắn là mọi người cũng đã nghe đến những cái quan điểm là một cái segment, một cái mảng quan trọng như vậy mà lại bây giờ trong điểm hiện tại thì đang nằm dưới cái sự kiểm soát của một cái tên, đó là Binance. Đâu đấy thì trong những cái bài viết ở Coin 68 mọi người cũng có đọc rồi, tài sản mà Binance đang sở hữu hiện tại á, là chiếm đến 70% tổng các cái sàn khác, cả Coinbase, cả OKX, cả Huobi cộng lại. Thì cái con số đấy, cái sự mất cân bằng như vậy là một sự mất cân bằng rất là lớn. Uniswap là mới đó cầm khoảng độ 50% mà 50-60% volume giao dịch gì đấy đã bị bảo là như thế là quá centralized rồi. Khi Binance thì cầm đến 70% như vậy. Và mặc dù là đúng thật là phải thừa nhận với nhau là Binance đã leo lái qua những cái thăm dấu vừa qua một cách không thể nào tốt hơn. Tuy nhiên là khi mà vào một cái thị trường mà có một ông to đầu nắm nhiều như vậy thì đúng là một cái điều mà mọi người cần phải suy nghĩ, đúng không? Hồi nãy Phong có chia sẻ về cái câu chuyện là Uniswap họ nắm đâu đó tầm khoảng 50-60% gì đó cái thị phần ở trên DEX thì đã bị bảo là không xanh chín, không minh bạch. Thì cái câu chuyện của Uniswap tuần qua nó cũng là một cái điểm nhấn khá là thú vị, đó là cái nó chỉ xuất phát từ một cái đề xuất nó mang tên là EIB-1153 thôi. Thì về cơ bản cái đề xuất này á, nó chỉ là giúp tối ưu cái phí gas khi mà lập trình viên họ thiết kế cái sản phẩm ấy. Nhưng mà vì cái ông cố vấn của Uniswap lên chia sẻ một cái dòng tweet liên quan đến KYC và cái tối ưu cho giao dịch NFT, thì cộng đồng bắt đầu nháo nhào lên bảo là ồ, Uniswap bây giờ bắt đầu là muốn đi theo cái hướng người ta đã bắt đầu vẽ ra một cái viễn cảnh cho Uniswap V4 á. V4 là cái phiên bản tưởng tượng, hiện tại vẫn là phiên bản tưởng tượng á. Cái viễn cảnh là Uniswap sẽ trở thành một cái sàn CX sẽ kiểu như là tập trung và sẽ bắt người dùng phải KYC các thứ, rồi kiểm soát toàn bộ cái thị trường luôn. Thì đó là cái câu chuyện về Uniswap trong tuần qua, để chúng ta thấy là cái sentiment của cộng đồng bây giờ nó rất là nhạy cảm về cái vấn đề là một người hoặc là một dự án nào đó họ nắm giữ một cái tỷ trọng quá lớn trong cái segment đó. Thì hiện tại nói thật là cộng đồng bây giờ hoặc là cả những người build thì họ cũng đang suy nghĩ cái cách để giải quyết cái điểm nghẽn này thôi, chứ nhưng mà nó kiểu như là tuyết lăn ấy, thế là càng lăn dài ra thì cái dominance của những cái tổ chức này nó càng lớn, đó là như vậy.
Nhưng mà cái V4 đấy ấy là mới plan thôi hay có đảm, tức là đó là tin đồn hay là nghiêm túc? Không phải V4 nó chưa là cái gì cả, nhưng mà người ta đồn là tại vì hiện tại phiên bản là V3, xong rồi người ta đồn là V4 là có một cái update là như vậy, bắt người dùng KYC, mà KYC ở trên DX là một cái thứ gì đó nó rất là meme, nó rất là buồn cười. Ừ thì Fiat như vừa nãy mình có nói là cái câu chuyện cái thuật ngữ Fiat on RAM, đó là cái chắc chắn đó là cái thứ mà khiến cho người dùng muốn dùng sản sách nhất, là cái trải nghiệm mà đếp tiền lên và rút tiền về cực kỳ mượt mà, cực kỳ nhanh chóng luôn. Ở đây chắc là mọi người cũng từng có cái trải nghiệm là đang cần một thực hiện một cái giao dịch gì đó rất là gấp, bỏ lên trên blockchain, xong rồi là mình lại phải ngồi chờ một cái validator đâu 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 để xác thực cái giao dịch của mình, và cái cảm giác đó chắc chắn là một cảm giác không vui vẻ gì cả. Thực ra trước khi thu podcast này thì mình có ngồi nói chuyện với Nguyên là về thực ra là cũng có những cái giải pháp Fiat on RAM khác của phi tập trung, của làm theo cái kiểu mà giao dịch với code luôn chứ không phải làm P2P với người. Tuy nhiên thì mình phát hiện ra một cái lỗ hổng, mà không phải một lỗ hổng, một cái design nó khá là tệ cho những người dùng không phải ở Mỹ. Đó là ví dụ như là mọi người có thể lên trên MetaMask, xong rồi mọi người bấm vô mua token á, khi mà mọi người deposit á, thì thay vì là mọi người mua Ethereum hoặc là USDT ở một cái chỗ nào đó khác xong mọi người gửi vào MetaMask, thì sẽ có cái option là mua trực tiếp từ Coinbase Pay, từ Transact, từ MoonPay hoặc là từ một số cái đơn vị khác làm việc với MetaMask. Nhưng mà câu chuyện là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam sẽ không bao giờ xài những dịch vụ như này, thì nó lại không decentralized lắm đúng không? Nó lại cuối cùng là nó vẫn phải phụ thuộc vào một cái service provider nào đấy ở bên kia của đất. Cái việc mà convert tiền từ crypto sang cái thị trường tài chính truyền thống á, thì chắc chắn nó sẽ phải có những cái quản lý rồi. Nên là việc mà có một cái giới chức của một cái quốc gia lớn có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới, họ đứng ra họ kiểm soát cái đó, thì nó cũng có cái lý của họ, chứ không thể nào mà để gọi là chuyển tiền từ cái thế giới không ai kiểm soát như là crypto sang một cái thị trường tài chính đang vận hành hiện tại và ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mỗi người hiện tại. Thì nếu như mà không kiểm soát cái khâu chuyển đổi đó thì nó sẽ gây ra rất là nhiều các cái những cái xáo trộn. Thực ra crypto đã bị nói rất là nhiều về cái câu chuyện là rửa tiền hay là này nọ đấy. Thì bẵng đi một thời gian, khi mà mọi thứ nó phát triển trong 1-2 năm gần đây thì mọi người bắt đầu quên dần đi cái câu chuyện đó, nhưng mà thực ra thì chúng ta vẫn phải đồng ý với nhau là có những cái thứ như vậy, và cái thị trường tài chính phi tập trung như crypto thì nó vẫn sẽ phải đồng hành song song với lại các cái định chế truyền thống hiện tại, và cái đó chúng ta phải chấp nhận với nhau thôi, chứ bảo là bây giờ muốn mà chuyển tiền, ví dụ như giờ kêu là những cái sàn DEX on chain mà nó cung cấp những cái giải pháp rút tiền ra tiền mặt bình thường, tiền pháp định á, mà không có ai quản lý cái đó thì nó rất là ghê. Thì phải có những cái tổ chức như vậy. Thì nó cũng là cái câu chuyện là tại sao chúng ta phải vừa có CX và vừa có DEX, chứ đâu có thể nào là kêu là ok DEX sẽ ăn hết cái phần bánh của CX được. À quay trở lại, cái mình mới nghĩ ra một cái ý rất là hay, đó là cái câu chuyện là làm sao để khiến cho mọi người dùng các cái sàn DEX nhiều hơn, ví dụ ấy như vậy. Thì thực ra là đến thời điểm hiện tại chúng ta phải thừa nhận với nhau một cái thực tế là tại sao mọi người xài sàn DEX, đơn giản một chắc phải đến 90-95% mình đoán mọi người rất là mọi người chỉ lên sàn DEX để mua những cái token, xong rồi chờ nó được list lên Binance hoặc Coinbase, xong rồi mọi người exit. Thế câu chuyện là như vậy. Đó là lý do mà tại sao volume của DEX nó sẽ không bao giờ so sánh được với lại các sàn tập trung. Nhưng mà trước đây thì mình có đọc về một số cái giải pháp mà giao dịch đòn bẩy á, leverage và future ở trên các sàn DEX á, không biết Nguyên đâu bao giờ nghe đến cái idea này chưa? Có, hiện tại thì mọi người đang nói rất nhiều về cái câu chuyện của các cái derivative exchange, nhưng mà ở trên không gian on-chain thì rất là nhiều các cái giải pháp, nhưng mà nó vẫn tồn đọng những cái vấn đề, và mình có thể liệt kê ra một cái vấn đề ví dụ như thế này. Cái câu chuyện của GMX á, một cái sàn DEX cũng là top đầu ở trên Arbitrum, thì họ thiết kế ra một cái mô hình mà nó
họ bảo là nó sẽ không có thu phí về slippage, thì cái việc mà không thu phí về slippage đó nó vô tình tạo ra một cái lỗ hổng để tấn công, tức là người ta đẩy giá ở trên CX lên, thì các cái sàn ở trên DX như GMX á, thì nó sẽ tham chiếu vào cái giá đó và nó sẽ và cái hacker á, người ta sẽ tiếp tục là đánh một cái lệnh ngược chiều lại để ăn ra cái phần phí slippage đó, thay vì ở trên những cái sàn CX á, người ta sẽ thu ra những cái khoản phí chênh lệch đó để cho nó cân bằng lại thị trường á, thì ở trên DX họ chưa nghĩ đến cái vấn đề đó, tức là họ đang cố gắng là làm sao để cho cái giao dịch ở trên DX nó mượt mà nhất, nên là họ bỏ cái slippage đó ra. Nhưng mà khi mà bỏ cái slippage đó ra thì vô tình nó lại tạo ra được những cái lỗ hổng để hacker, nó cũng không phải là hacker nữa, nhưng mà người ta dùng cái từ là highly profitable trading, tức là giao dịch làm sao mà có lợi nhuận nhất, thì nó sẽ xảy ra một vài cái trường hợp manipulate đó. Và các cái DX họ vẫn chưa, thực ra thì vẫn chưa tối ưu được cái câu chuyện đó đâu. Và một cái vấn đề giống như hồi nãy Phong có đề cập, đó là người dùng mua DX phần lớn là chờ để cho nó lên Binance. Nhưng mà mọi người đừng có đùa, mọi người cảm giác mà mua được một cái con token ở trên sàn DEX xong rồi một tháng sau nó list Binance thì mọi người chắc chắn là mọi người sẽ rất là vui. Ừ, đảm bảo luôn, mọi người không bao giờ quên được cảm giác đấy luôn. Thì đó, thì nó vẫn là một cái, tức là nó là một cái sự thật mà chúng ta phải thừa nhận với nhau như vậy. Nhiều người vẫn đang, bản thân chúng ta tham gia và vẫn đang cần những cái công thức kiểu như vậy. Và nếu như mà bây giờ DX bảo là ok chúng ta sẽ queue CX đúng không, vậy thì ai sẽ tạo volume? Ai sẽ tạo volume cho cái thị trường này? Market maker thì họ vẫn tồn tại ở trên DX, nhưng cái thiết kế của DX nó không tối ưu cho cái việc market maker họ làm việc ở trên đó. Ví dụ như Uniswap đi, thì họ không có cái cơ chế là order book như kiểu là của các cái sàn CX đúng không? Các cái sàn CX chúng ta sử dụng quen thuộc á, thì nó có cái sổ lệnh, thì cái sổ lệnh đó nó sẽ giúp là tối ưu được cái trải nghiệm giao dịch và nó giảm thiểu được những cái biến động giá, những cái slippage. Bản thân Uniswap V3 họ vẫn phải sử dụng cái mô hình cũ là một cái mô hình XIK, và cái phiên bản V3 thì họ có thể cải tiến một xíu, tức là họ giúp thanh khoản tập trung vào một cái vùng giá mà thị trường hay giao dịch á, thì nó sẽ giảm được những cái biến động đó. Nhưng về cơ bản nó chỉ là làm giảm đi cái thiệt hại của mô hình cũ thôi, tức là giảm đi những cái điểm yếu của mô hình cũ thôi, nhưng mà cái điểm yếu cốt lõi thì nó vẫn chưa giải quyết được, và CX thì vẫn đang làm rất là tốt. Và về cái câu chuyện volume đó, một cái vấn đề nữa của cái DX chúng ta thấy là tuần vừa rồi thì Radium, một trong những DX top đầu ở trên Solana, thì cũng vừa mới bị exploit đúng không? Thì cái nhà cung cấp thanh khoản mà họ để tiền ở trong pool họ cũng rất là lo ngại, vì không biết là cái sự cố gì nó sẽ xảy ra trong thời gian tới, và nó cũng là những cái vấn đề còn tồn đọng từ rất lâu rồi, vẫn chưa xử lý được cái vụ hack này thì rất là lâu rồi. Nói như vậy để thấy là CX và DX nó sẽ phải tồn tại song song với nhau, và chúng ta không thể nào mà kêu là mấy ông CX này là vớ va vớ vẩn rồi, không có trung thực rồi. Tức là DX nó sẽ ăn một phần bánh mà vừa bỏ đi của FTX, và phần lớn còn lại nó vẫn sẽ quay về Binance, và người ta vẫn sẽ muốn duy trì cái cấu trúc là giữa on-chain và các cái sàn giao dịch CX truyền thống. Mình nghĩ là như vậy. Thực ra là Binance có được cái vị thế ngày hôm nay là tại vì họ biết làm một game đúng không? Họ tạo ra một cái game mà người thắng thì vui, nhưng mà người chưa thắng thì người ta vẫn nghĩ là một ngày nào đó người ta sẽ thắng và người ta tiếp tục ở lại với lại cái nền tảng đấy. Và còn cái người nhắc đến vụ Radium mình buồn cười thật, dự án không có tiền rồi mất một mớ vừa qua xong rồi lại còn bị hack thêm quá đó. Cái là số tiền đấy á, upchain này chắc chẳng là gì đâu, upchain này chắc bọn Radium bọn nó còn chả buồn thông báo, nhưng mà nước rút rồi ai mới biết ai không mặc quần. Thì những cú đấm như vậy thì chắc là Radium chắc đập chiếu rồi, chắc mình không phải phút đâu, nhưng mà chắc mình nghĩ không dậy nổi đâu. Quá nhiều cái sự cố ở bên Solana rồi. Cách đây nửa năm thì là chain đứng rồi đúng không? Rồi bọn mình cũng đã từng làm những cái tập nói về những cái cập nhật đó. Thì Serum thì tuần trước, khoảng 1-2 tuần trước thì chúng ta nói về cái sự cố là Serum bắt đầu là đầu hàng. Và mấy tuần này thì là Radium.
mình nghĩ là sẽ cần một thời gian rất là lâu đó để Solana có thể comeback. Ok, thì chắc là back về cái câu chuyện, cái chủ đề chính của tuần này đó là CX và DX ấy. Phong nói có một cái ý khá là hay, đó là cái tạo game của Binance. Thì cái tạo game này á, nó phải đi kèm với lại một cái sự minh bạch nữa thì người ta mới tin tưởng và người ta ở lại, người ta chơi tiếp. Thì mình cũng không biết nữa, mình vẫn tuần vừa rồi thì mình vẫn cứ nhẩm trong đầu thôi là don't just verify, và cũng không nên tin tưởng một cái tổ chức hoặc là một cái định chế nào đó nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thì mình sẽ phải liên tục verify trong thời gian sắp tới, một cái thời gian mà rất là khó khăn với thị trường, rất là nhiều các cái thông tin phút liên tục. Thực ra là mình nghĩ là tuần sau chắc là sẽ có thêm một cái topic để nói với nhau rồi, nhưng mà hiện tại thì đang có dấu hiệu rồi, nếu mà mọi người follow thì chắc cũng đang có những dấu hiệu rồi, nhưng mà mình mong là cái kịch bản đấy không xảy ra. Nếu mà xảy ra nữa thì mệt lắm, tại vì bây giờ thị trường đang yếu lắm rồi. Nếu mà có thêm một vài cú đấm nữa vào thì chắc nằm im luôn. À, thì đúng là don't just verify đúng không? Thì tuần vừa rồi nó có rất là nhiều các cái phút liên quan bài nên, ví dụ như cái câu chuyện mà rút tiền từ BUSD sang USDC xong bị tạm ngưng á, thì bên phía Binance họ cũng đính chính là cái này là do ở bên phía ngân hàng họ không làm việc 24/7, nên là khi mà người dùng mà có nhu cầu rút tiền mà đột biến á, thì phải chờ ngân hàng gọi là mở cửa đã, thì đúng không? Câu chuyện là decentralized nhưng mà không decentralized đến mức đấy. Thì cái việc mà họ tạm ngưng giao dịch là vì cái lý do họ đưa ra là như vậy, thì mình cũng phải cập nhật những cái thông tin đó. Rõ ràng là cái việc mà cái hôm mà nổ ra cái tin là Binance sẽ ngưng hỗ trợ rút USDC ở cái thời điểm đó thì ai cũng nghĩ trong đầu là sẽ bankrun cả mà. và rất là ghê, nhưng mà hopefully là đến thời điểm hiện tại mọi thứ đã ổn định hơn được một xíu, nhưng mà sắp tới chắc có thêm một quả bom nữa đấy. Còn nhưng mà yeah, mình nghĩ là chắc là cái chuỗi domino này không phải là chuỗi, nhưng mà mình nghĩ là nó vẫn sẽ chưa dừng lại đâu. Nó sẽ có rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ còn phải nói với nhau tiếp theo, nhưng mà mình vẫn mong là từ giờ đến lúc đấy thì mọi người tốt nhất là hãy giảm thiểu risk hết mức có thể, đừng cố gắng sống sót qua cái thời gian khó khăn này thật sự. Và cái hành trình sắp tới thì thực ra là như mà mình có thấy cộng đồng cũng vừa là Việt Nam vừa là nước ngoài chia sẻ với nhau, thì mọi người thậm chí là đang còn hình dung là năm 2023 nó sẽ còn khó khăn hơn cả năm nay nữa. Năm nay chỉ là bản demo thôi. Nhưng mà anyway thì với những cái thứ mà thị trường đang làm thì mình hy vọng là nó vẫn sẽ đủ vững để mà tiếp tục đón những cái con sóng sắp tới. Yeah, thì không biết nói gì hơn thì cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng bọn mình trong tập tuần này. Tập tuần này thì thực ra thì ban đầu bọn mình nghĩ là sẽ làm nó theo một cái concept là debate, tức là tranh luận với nhau, chia phe á, kiểu như là một ông thì sẽ là phe phe CX đúng không? Một ông thì sẽ là phe DX, để gọi là tranh luận với nhau là xem ai tốt, ai xấu, ai đúng, ai sai, điểm mạnh, điểm yếu như thế nào. Nhưng mà sau khi mà tự nhiên nó theo một cái dòng cuốn ấy, nói chuyện một hồi cái cả hai phe thì bắt đầu là đang cùng đi đến một cái kết luận là bây giờ CDFi đúng không? Là cả hai cái định chế nó phải đồng hành song song với nhau, chứ bây giờ kêu là DX mà ăn hết phần của CX thì nó lại vô lý quá, tại vì nó chưa có đủ những cái nền tảng kỹ thuật cũng như là nó chưa có đủ cái công cụ để nó duy trì cái game này một mình đúng không, thì nó cần phải có những cái đồng hành của CX để cho cái game nó vẫn còn được tiếp tục, và chúng ta nó vẫn cần những cái sự kết hợp đó. Thật ra thì lan man đến như vậy thì mình nghĩ là chắc là cũng đủ thông tin để mọi người có thể tìm hiểu thêm, đặc biệt là cái câu chuyện của các sàn DEX. Mình thấy khi mà có một cái khoảng trống như vậy thì các sàn cũng đang cố gắng để lấp vào cái khoảng trống đấy, thì mọi người có thể theo dõi để tìm ra cơ hội cho bản thân mình. Rồi, ok, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho bọn mình đến tận những phút cuối cùng của tập tuần này, và bọn mình sẽ trở lại với những topic thú vị xoay quanh thị trường DeFi trong tuần tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.